Xin chào các bác nhé. Hôm nay là nhằm ngày 15 tháng 6 năm 2021. Tôi có quay cái hình ảnh về một cái bông phi điệp. Có lẽ đây gọi là ông phi điệp là mắt đỏ thôi. Chứ thì nó tên nó thì tôi cũng không có biết. Bởi vì nó nở trong vườn. Bông to lắm ạ. Bông to này. Nhà tôi có rất nhiều dòng phi điệp. Thế nhưng mà bông này có những dòng chưa nở đâu, nhưng những so những cái bông nở thì đây cũng là một trong những cái bông nở rất là to và cái thân nó cũng rất khỏe, nên là nó ra là những bông to và nó cũng là chuẩn màu này, dài. Thì cái bông phi điệp này nó cũng khác đấy. Cái dòng phi điệp khác đặc biệt là nó ra hoa ở cái giữa thân này, này. Đấy, trên này thì nó có một cái hệ thống mầm ở đây. Thế nhưng mà mới nói các bác là đặc biệt là nó lại già ở giữa thân này. Đấy, tôi quay xa cho các bác xem nhé. Đấy, nó già một cái giàn ở giữa thân. Hoa thì đa số hoa đôi, nhưng mà nó có một cái là nó các cái đốt này nó thưa và cái bông ngoài thì to. Đây là đây, nhìn thấy đây. Hoa to. Nó nở cũng được lâu rồi, thành ra là nó có một số bông là tôi đã vặt nó đi rồi. Tuy nhiên thì tôi cho rằng đây cũng là một cái trong vườn này các bạn, nó cũng rất là độc đáo. Đây, cái độc đáo này nên là tôi mới quay lưu lại để sang năm đánh dấu vào và sẽ chia ra các cái lô phi điệp riêng. Nhà tôi thì tôi cũng không có kinh doanh mấy đâu, đa số là mình nuôi để mà gọi là một cái dạng đầu tư để lâu dài, nếu như mà những mặt hoa đẹp thì tôi sẽ giữ lại, vừa là để mình chơi vừa là để giao lưu. Đấy, xin chào các bạn.